Bây giờ là thời gian dành cho dự báo thời tiết. Chào chị Phương Ly, thời tiết tại Cần Thơ cũng như là khu vực Nam Bộ chiều nay sẽ như thế nào vậy chị? Minh chào Nhật Minh cùng với quý vị khán giả. Thông tin đáng chú ý là hôm nay Nam Bộ sẽ có mưa nhiều hơn. Ngay từ trưa thì khu vực miền Tây bao gồm thành phố Cần Thơ dự báo sẽ có mưa dông diện rộng. Mưa duy trì cho đến tầm 3 giờ chiều rồi sau đó dịch chuyển sang phía miền Đông Nam Bộ. Nhìn trên bản đồ dự báo có thể thấy là nhiều điểm mưa vừa và mưa to từ 25 đến 50 mm dễ gây ngập úng cục bộ ở các đoạn đường trũng thấp. Bên cạnh đó thì mưa tăng cũng kéo theo xác suất xảy ra là sấm sét và gió giật cao hơn với cường độ mạnh hơn. Mỗi trận gió giật chỉ xảy ra trong thời gian ngắn vài phút nhưng lại gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Thường thấy nhất đó là tốc mái nhà hoặc là gãy đổ và bật gốc cây cối. Để an toàn khi mà gặp dông mạnh, quý vị nên nhớ chúng ta tìm vị trí kiên cố để trú ẩn, tránh việc gió giật mạnh, thổi các biển hiệu và mái tôn vào người. Hạn chế đi trên các cái cây cầu vì càng lên cao, gió sẽ càng mạnh. Hạn chế đi trên tuyến đường nhiều cây xanh, những loại cây dễ đổ là dễ chùm như xà cừ và mùn. Tuyệt đối là chúng ta không đi vào các giữa các cái tòa nhà cao tầng bởi vì gió mạnh hơn ở những chỗ khác. Chuyển sang các thông tin về nhiệt độ, do miền Tây mưa sớm từ trưa cho nên bầu không khí khá dễ chịu. Nhiệt độ tại Cần Thơ, Rạch Giá, Châu Đốc, Cao Lãnh và nhiều nơi khác sẽ từ 32 độ trở xuống. Còn ở miền Đông, mưa muộn về chiều tối, trưa nay thì vẫn có nắng, bầu không khí oi nóng như tại Đồng Phú, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh từ 32 đến 34 độ. Ở ngoài biển, thành phố Phú Quốc chiều nay mưa dông bất chợt, có lúc mưa to, nhiệt độ cao nhất sẽ không quá 30 độ, tiết trời mát mẻ. Về thời tiết trên biển, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, dự báo chiều nay có mưa dông, lốc xoáy, gió cấp 4, cấp 5. Còn ở khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau cũng cảnh báo mưa dông kèm với lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động.